4 điều đại kỵ khi có con gò. Mẹ bầu cần tránh kẻo bị sinh non. Trong những tháng cuối thai kỳ, mẹ sẽ cảm nhận được các cơn gò tử cung. Đây là lúc mẹ nên cẩn thận đề phòng sinh non. Những cơn gò cứng bụng là hiện tượng khá phổ biến khi mang thai. Hiện tượng này thường xảy ra từ cuối quý 2 đến quý 3 thai kỳ, nhưng cũng có mẹ sẽ cảm nhận được rất sớm, ngay từ tuần 12 trở đi. Gò bụng xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mẹ phải nhớ, khi thấy cơn gò bụng thì đừng dại làm những việc dưới đây. Nếu không muốn sinh non, một chạm vào bụng khi thấy cơn gò. Khi cơn gò xuất hiện, nghĩa là tử cung đang có bóp và tập cho lần sinh thật. Nếu lúc này mà mẹ lấy tay xoa bụng, sẽ kích thích các cơn gò mạnh hơn, vô tình khiến em bé bị đẩy xuống gân cổ tử cung và gây ra sinh non. Hay làm chuyện vợ chồng khi có cơn gò. Theo các chuyên gia, nếu mẹ bầu khỏe mạnh thì làm chuyện ấy trong 3 tháng cuối thai kỳ là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, nếu trong khi lâm trận mà thấy cơn gò thì mẹ nên lập tức dừng lại, vì cơn gò đã tăng sức nén lên thành tử cung mà còn cộng thêm lực khi làm chuyện ấy nữa thì nguy cơ bé ra đời sớm là rất cao. 3. Vận động mạnh khi đang có cơn gò. Khi thấy cơn gò xuất hiện mà mẹ tiếp tục đi lại, vận động mạnh sẽ dẫn đến sinh non. Do vậy, nếu thấy gò bụng, mẹ nên nằm xuống nghỉ ngơi đợi cơn gò qua đi. Trong lúc này, mẹ có thể nghe nhạc, nói chuyện với con cho tinh thần thoải mái. 4. Nhịn tiểu, mẹ bầu lưu ý. Khi cảm thấy bụng gò cứng mà lại buồn tiểu thì nên đi tiểu ngay. Nhịn tiểu sẽ khiến bàng quang bị căng, lấn diện tích sang tử cung khiến cơn gò kéo dài hơn. Hầu hết các cơn gò tử cung là hoàn toàn bình thường, không gây nguy hiểm cho bà bầu và sẽ hết trong vài phút. Tuy nhiên, nếu gặp trường hợp cơn gò đi cùng các dấu hiệu lạ như đau tức ngực, khó thở, đau chân, đau đầu, mẹ nên đến bệnh viện kiểm tra. Ngoài ra, khi cơn gò diễn ra theo chu kỳ, dần tăng lên kéo dài hơn và tần suất dồn dập hơn, thì có khả năng bé đang đòi ra. Nếu thấy kèm các dấu hiệu khác như dỉ ối, thì mẹ có thể đến bệnh viện chuẩn bị đón con được rồi. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ đem đến những thông tin hữu ích. Bấm theo dõi hệ thống kênh của Blue Kaiser Media để cập nhật kiến thức hữu ích trong suốt hành trình mang thai và nuôi con nhé.